Các bạn là cái chiến thuật các thầy hay áp dụng là cái chiếc bơ thường nho là như thế. Cứ lần nữa, 5 phút nữa, 10 phút nữa. Ok, ta sẽ đảm bảo đúng thời gian thôi. Đó là trí tuệ. Theo các bạn trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Tôi đọc nhé. Ý tôi là tổng hợp nhiều mặt của quá trình hoạt động tư duy, trí giác, tư duy vô tướng. Ý tôi với các tất cả các quá trình tâm thần khác, biết là với tư duy mà mặt sửa hoặc là đi ngồi. Ý tôi là người chủ biến với tối đa các khả năng tâm thần, các kinh nghiệm và trí thức đã chứng minh được để hình thành biết thức và khả năng giới. Không hiểu. Vậy thì, tóm lại, các bạn hiểu trí tuệ là gì? Và để đánh giá trí tuệ người ta dựa vào những cái gì? Rồi, và nó là EQ. Một liệu EQ. Ok, hai. Cái gì nữa? EQ, EQ, AQ. Bằng EQ, cá hai. EQ, EQ, EQ. Hai, một là đánh giá bằng EQ, thứ hai là EQ, thứ ba là gì? Dạ, thì có từ khóa AQ, ok. Càng nhé, gì nữa? Có thêm hai bạn đến từ giờ rồi. Rồi, ai nữa? Còn cái gì nữa các bạn? Khả năng học tập. Cái gì nữa? Mỗi ngôn ngữ. Gì nữa? Cái gì các bạn? Vâng, mời quý vị vào đây. Nhớ cho một tay nhập còn nội dung nữa không ạ? Nhưng mà tôi đến rồi chứ không? Vâng, cái gì nữa các bạn? Khả năng tự chăm sóc. Đúng không? Ông cứ nói giỏi nhưng mà không tắm được. Không được không? Không được không? Làm con vịt tôm cái nào làm sao rồi? Đó. Cái đấy là kỹ năng sống, tự chăm sóc về cái nhân cũng là cái một cái khác quan trọng. Vậy thì gần tập trí tuệ thì sẽ chia làm hai hội chứng hay gặp, hội chứng chậm phát triển tâm thần và thứ hai hội chứng sa sút. Chậm là như thế nào? Chậm phát triển trí tuệ nghĩa là sao? Cái quan trọng nhất là từ phát triển nghĩa là gì ạ? Là phải xuất hiện từ sớm. Từ bé. Như vậy không thể nói chậm phát triển ở ông già được. Đó. Và thì mình bắt đầu từ khi sinh, từ khi bẩm sinh. Đặc điểm chung là trí tuệ rất kém phát triển. Người ta dựa vào việc IQ dưới 70 thì được gọi là chậm phát triển lại. Bệnh nhân thì giảm sút năng lực tích cực đối với các đòi hỏi của môi trường bên ngoài. Ví dụ, bệnh nhân không tự chăm sóc được, không biết bật điện, không biết mặc quần áo, không biết ăn cơm, không biết bài cơm, không sử dụng được các dụng cụ sinh hoạt đơn giản. Cái đấy là để gọi là chậm phát triển rồi. Cụ thể hơn, cái này chia làm, và các bạn ấy sẽ tự làm, còn hai phút nữa thôi. Có mức độ nhẹ, IQ từ 50-69. Cái nhóm này thì về sau, bệnh nhân có thể dạy dỗ vào các lớp học riêng, có thể sinh hoạt tự lập và có thể hỗ trợ một nghề đơn giản. Vâng, đấy là phát triển nhẹ. Nhẹ nghĩa là gì ạ? Có thể học tiếng nước mới các bạn? Có học được đại học không? Có được cấp 3 không? Được. Bố mẹ học. Ông bây giờ rất nhiều cháu trong phát triển rất có quan cấp 3. Đó có thể là được. Và bố mẹ học. Được. Cho phát triển vừa, IQ thì 35-49. Vậy nhưng mà để tự lập trong một số sinh hoạt, có thể dạy dỗ phần nào, tính cách không ổn định, gặp nhiều khó khăn trong một thời kỳ sâu, cái nhóm này sẽ không tự chăm sóc được hoàn toàn và cần phải hỗ trợ, tức là vừa về mặt sau như này vừa hỗ trợ và vừa chăm sóc. Nhóm này thì không làm nghề, nhóm trên thì có thể nghề đơn giản, ví dụ như thế này, ra giường làm đâu, mỗi gì tập búa gõ đinh, gõ đinh, đó, đây bên cạnh, đó,
hoặc quân vác, quân vác chợ phát triển tâm lần nặng 20-24. Nhóm này chỉ có ngôn ngữ thô sơ đơn giản, chỉ có thể dạy dỗ một số việc dễ bắt chước, như vậy nhóm này cũng không thể làm việc được. Nhóm này hoàn toàn là hay thôi. Nhóm cuối cùng về chậm phát triển tâm thần mức độ trầm trọng thì đương nhiên rồi, không có ngôn ngữ, không giao tiếp được thì nhóm này hoàn toàn phải lệ thuộc chăm sóc. Rồi nhóm cũng chậm phát triển nhẹ là nó sẽ rồi. Hội chứng thứ hai là hội chứng đa sư trí tuệ. Biểu hiện chung là gì ạ? Sớm là gần trí nhớ lại. Bệnh nhân thường có những cái quên, thường là quên bỏ trèo hay được trèo bỏ lại. Được trèo hay được trèo. Quên bỏ trèo trước đã. Quên các sự kiện gần đây trước đã. Sau đó mới quên các sự kiện cận kề, sự kiện xa. Ví dụ, các bạn hỏi là bác ăn cơm gì chưa? Thì bệnh nhân sẽ trả lời là tối rồi. Nhưng mà bác tên là gì thì vẫn nói được. Là bác về đâu vẫn nói được. Cái sáng nay bác ăn gì thì nói quanh quanh, sáng nay thì cũng chưa ăn. Đấy là quên, bỏ trèo. Thứ hai, lời bệnh nhân sẽ mất một phần hoặc một toàn bộ khả năng phán đoán. Thứ ba, là bắt đầu có biểu hiện có những cái rối loạn về tâm thần, thay đổi về tính cách, dễ có giận, dễ cực bội lên bằng việc, dễ có những dấu loạn hành vi đập phá hoặc là chửi bới hoặc đánh con chẳng hạn. Tuy nhiên là cái nhóm bệnh nhân này thì dễ bị mất hay là cái giảm khả năng thích ứng với cuộc sống, khó tự chăm sóc hay lạc đường. Khi vào nhà vệ sinh ra đến phòng chính về phòng mình không về được, loay quanh đấy rồi gì ạ? Bệnh nhân tập xong không nhớ gì nữa rồi, không tiếp xúc được kiến thức mới, là không biết sử dụng điện thoại, các đồ dùng trong nhà thì mình không dùng được. Thế rồi như vậy bệnh nhân mất khả năng thích ứng. Thế này sau này các bạn đi học lâm sàng sẽ học kỹ hơn, chia làm 3 mức độ. Xét xét toàn bộ thì bệnh nhân có những loại bệnh nhân cách trí nhớ phán đoán thiếu cảm xúc đều trầm trọng, thường gặp ở trong người thời trẻ và các bệnh là bệnh Alzheimer, các bạn bị lâm sàng để học thêm nhé. Ta số trí tuệ một phần, thường hay gặp nhất là loại trí nhớ quên, chưa hay gặp là quên. Còn ngoài quên ra thì có thể có những loại nhớ, có thể có những nhớ giả, bị chuyện hoặc nhận nhầm. Rồi hay gặp nhất là trong các bệnh nội tiết, các bệnh nhiễm độc hay gặp nhất là nhiễm độc hoặc nhiễm độc não. Các cái hình thái bệnh thì hội chứng sa sút trí tuệ thì thường gặp trong một số bệnh sau. Hay gặp nhất là gì? Sa sút trí tuệ mạch máu. Ở Đông Nam Á thì châu Á chủ yếu là sa sút trí tuệ mạch máu hiện sau các bệnh tăng huyết áp, sau đái tháo, sau tai biến bệnh não. Thứ hai là sa sút trí tuệ. Thứ hai là sa sút trí tuệ trong bệnh Alzheimer. Thứ ba là trong chuyên ngành tâm thần thì hay có cả sa sút trí tuệ ở bệnh lý tâm thần hiện nay. Đây là giai đoạn cuối cùng này. Rồi sa sút trí tuệ trong động kinh, đấy là bốn cái thể bệnh cơ bản nhất. Rồi chúng mình dành thời gian để giải đáp thắc mắc cho các bạn trong khoảng 3 phút, thì các bạn thời gian không cho phép. Đấy, cho mình xin mời cô Yến nhé. Yến sẽ thực hiện phần còn lại.